សូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទាំងនៅក្នុងខ្សែអត្ថសម្លេងព្រះធម៌ខ្សែលេខ 720 ແມ່ນគឺນານາເຕະព្រះສະມາສຳພຸດພະອົງຕ້ອງຕ້ານສັ່ງໃດຈົ່ງປູ່ព្រះທໍາເສນາປະໄດສະໄລບັດສັ່ງໃດໃນເລືອງເຣຮູອາສະເຣນໂຕກະນາບຄົນຈັກສະຫຼັບເລືອເຕະເຣຮູອາສະເຣນນັ້ນໃນຂະໜົງກໍາປີອານາກະຕະພຸດທະວົງກໍບານສັ່ງໃດໂດຍສະໄລສັງເຂບໃນເຣຮູອາສະເຣນເຮຮູອາສະເຣນນີ້ຄືຈະອຸປະຣາຈະຂອງບອສສະດັດອາສົນແດນ រិហុអសរិណគឺជាឧបរាជរបស់ស្ដេចអសលទាំងរិហុអសរិណគឺជាឧបរាជរបស់នៅបាទភ្នំព្រះសុនេរុនៃខាងជើងនឹងរិហុអសរិណនេះឯងជាឧបរាជមានយុះមានសេរីធំមានយុះមានសេរីធំជាងអសលទាំងអស់នឹងមានកម្ពស់ 48,000 phân tài nực tới đôi chi lùm bạc nè về lùm bạc mình đang cho tham mau nâng trừ áo nâng mơ priết hư dầm mếch ở khơn chạy bác mình trừ chỉ mình đang cho trừ lút trừ luôn trừ kra và mếch mơ priết về bỏ bạc nâng áo nâng nói chứ là nữ tiệt tệ phân tài khao y mau mình ai nơi nghiêm bàn chết tệ lưu sợ sao priết kết tờ cun đồ bóp priết đồ miên bọc hiệu đồ gian cây lên mà nói gì priết xăm ở nạc cổ đóng ban chân cha sắc cha tật cơ bu chi phổ phật nói miên cách tật côn nó là bay là ba nơi côn là ba phật ông chẳng cô ta tham ai nâng từ mơ khơi mà đó tôi chỉ làm ba ao mơ ở mấy à, cứ trẻ tư mà đó là ban khơi nặng chẳng bây giờ miên phật hiệp phật ông trung triệt âm pi bẩm non là ba rêu khu a sê rên đầm bay mộng mơ là tha cốt nông pe nô phật ông có miền bờ bột đầy cá, ao bể ăn non nâng ấy, cá ao sơn nã nơi thằng cá bờ quân đặc cật, bể sơn mang sắm bột bờ ông kêu này nhớ mi nó chưa, nằng bờ ông miền bể bờ đại vị đặc cả thả ta thà mà anh trời nơi khung area bát ná đầm bay ao để hoa sơn nâng mờ khơi chả bát, trời nơi khung area bát chố, rước area bát ông cưới rước area bát tôm bà sân chỉ chô rưu gọn cười tới nằm ơi rưu hùa sẽ đến nung lùm bạc ảt mơ lùm bạc ngơi mơ nắp rô khô bố được chứ mê thật thà cốt rơi nơi khá nóng ế rìa bạc tùm gọn ơi khô bê nơi bê nô bê đà mê nô phía bà ông trông chanh mau khẳng kreu bà con nơi cốt đòi bột thiên sử nạc sử vô đại bà nón bàn kreu phái bà ông có trông tùm tiền trông tùm đòi ế rìa bạc tùm á đời phật ông trong niệm mật phật ông ao giang thông đến đời phật tử niệm mật đời rất là bậc phật ông để hòa sự đến mặt đó sùng bái phật phệ đời phật ông trong tôn hơi ni phật cai đời phật ông trong tôn sinh độ viên giang ni hơi cả đời còn nơi tề để hòa sự đến ai mơ phật tử viên phật phệ đã đời tự tưng phật cai đời tự tưng phật phệ để hòa sự đến để miên cầm phước buôn mơn bầm bay phòn dối cất rơi tại ở nơi phía tây miền ở phía phía bảy đôi chia tiền ruộng đỏ tối ở mơ phía chăn ai đỏ cả được chỗ này
nâng phong trong xâm đại nghệ đất khăn ông tê nâng nát tiến khăn ông tê nô anh mơ mình chả bác tiết tình anh hơi cả đời mơ mình chả bác sốc rồi hốt đó bây giờ mình phía bóng trong trang thả mình nên nhẹ đời mình ở dụ nhẹ bàn khơi cả thả cột hơi nâng phê nô anh đều hùa dẫn bàn phí nét tiên tốt mơ phí cả ông tư lơ sắp cực tới cọ bán bình lơ nơ về cha thả ta sạc nụ phải mà thả nụ đau dịch đây thả khơi hơi nâng rồi tới bây giờ mình phía bóng trong trang xâm đại nơi phía thô ai đó đều hùa dẫn mình thật đây chỉ là thả đo nơi bóng tình ạ trai chỉ tì bưng, chỉ tì rực lực nữa tiếng nông ca đi anh đều rìa hù à sẽ đến nâng bàn tật tuôn ca phía co ảm tì bệnh đà miên và phía thả nâng chìa bút thực vọng trời bàn trác chìa bệnh mà xàm bút nông ca chìa ảnh ạc cực nâng bảo vật rừng ra rìa hù à sẽ đến miên đầy nông ảnh ạc tạ bút thực vọng bệnh mà xàm bút có bảo ông thuộc bán xâm đầy nhờ rết nì mất bảo cài bảo ông ai thông đầm bấy nhàng sẽ đây chỉ đặt là ao đo rêu hoa sơn đến hãy pro nguyện lời đo anh ước xa sơn này sầm đây bờ thua chỉ ao vát ao rêu hoa sơn đến nương anh mình miền nơi miền nè mình an luôn anh chỉ thông đặt cho nơi miền nè nút ấy từ tua snap bờ thua là bờ ông bàn cằn dược nơi bờ tận trái chía ti rực lực nơi khăn cầm pi là cả tạ bút được vong cả bàn sầm đây âm pi ca co sang nơi ba rô mê mùi đòi dàng sầm khánh khá nông bình á ba rô mê chẳng đắp rô bọc bế xe mẹ xàm bút nê rật tiệ tiền khá nông sạc sàn nê bế xe mẹ xàm bút kà sập bạ môn bế xe mẹ xàm bút bà rông ở khu nê dương nê khá nông kà nô ánh kì kà kò sang ba rô mê rô bọc rồi hù ác sở rinh, tiến rồi hù ác sở rinh nâng có sang bà rộng mấy môn bà sở mạng sàm bút bà sàm lạc cổ đông bà rộng mạc rưu này dưỡng cứ bà sở mạng sàm bút kà sập bạc đòi khăn ông kà nó bà ông chia bà rìa chìa trung bà niêm tha sở rây cốt tạc chia bà rìa chìa sao riêng nâng 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 cô khăn ông kà bà sở mạng sàm bút kà sập bạc nâng miên nâng cô chứ mô nì rẹ mẹ lẹ nâng dân hào thả ni mol nó có nó chmô ni ra mol cứ prachacha nơi bần tơ nó có nó cứ chi nó có đai preh brom bodhisat một pra ông nó đai ban trách chi preh sama samput nirate nó hay có chi atayta របស់ rihu asarento nó cứ preh sama samput đai nó trâu ban trách nó đai rihu asarento nó có chi preh brom bodhisat hay preh ri chi trung pranem sarai kutta ni có chia bệnh bệnh bồ đề sát nâng đại bàn máu chia rìa khu ác sở rinh hay nâng bàn tư chia bệnh nê rật tệ xa mạng xa mạng phụt bệnh rìa chia trung bệnh em sở rây cột tạ nâng nơi khăn ông nợ cô lì rà mô miên ác kìm hai xây tiền ác kìm hai xây nây bệnh bạc sở rây cột tạ chứ mô niên lâm phú xa bệnh niên lâm phú xa đại chìa kẹ hai xây hay miên bót bi bệnh ống bật tra mũi bật trầy mũi bật tra trung bình niệm thả nịch cốt để riêng cho cùng má hay chậm này bật trầy chmô cốt để mây riêng cho cùng má rầy nông ca cột cung nợ cô nô ai miền ốc bạn đi say và bật tới đầm bấy bò đi cha nợ riêng cho sầm bát ai tới chỉ tiền còn miền priem bầm bấy nẹt tiền bà non kia mọc xong nợ cô được bao phải ăn mặc xong trăng trăng chăng đại vô tha bà ông miền sạt thiệt chỉ đẹp tha miền bờ tây mình chọc chìm bẹ sườn bát khăn lông chăng nè sống bàn chết chết thì mà sống rồi hốt xong là cô tại mà đó nông ca để bềm bẩm bay nè mà xong là cô rồi bà ông ni rồi mua là cô nữa rồi bát sợi dây cốt tạ bà ông bồ đề sát mình ao ai mình rê rê lại miền sạt đây chỉ đẹp tha bên chết phơi vị thi bậc cư nơi riêng cho sầm bát nợ cô đang ấy ao triêm trong phẩm bảy nè có ban năm a cái mai xây cứ bề niêm lâm bù sa tế vi nâng riêng cho bát tàng pi ông kia cứ nị cầu đại riêng cho cầm má nâng cột tầm mấy riêng cho cầm má đấy chân từ cánh bảy sơn đế hai lần từ cánh cầm phù phun ông tham ý cả bỏ được quạt đầm bay nâng
ប្រព្រឹត្តនៅធัวដោយសាងនៅអាស្រមបណ្ណសាលានៅក្នុងលើកំពូលភ្នំធម្មិកៈបរិពតប្រព្រឹត្តធัวទាំង 4 កាន់ភ្នំបរិពតឡើងទៅលើកំពូលភ្នំធម្មិកៈបរិពតហ្នឹងហើយក៏នៅចំពោះប្រភេទនៃព្រះបរមពោធិសត្វក្នុងការនោះក៏បានបន្លឺឡើងនៅសម្លេងក្រាងក្រអៅថាខ្ញុំជាជាឈ្មោះយន្តៈឥឡូវបានបរិភោគនៅដំរីអស់ 7 សេចក្តីស្រីឃ្លានឲ្យបាត់បង់នៅឡើយឥឡូវយើងនេះនៅមានការស្រីឃ្លានខ្លាំងណាស់សុំព្រះអង្គបរិយាជាទៀនបុតទាំងពីរព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គដើម្បីកម្ចាត់បង់នៅការស្រីឃ្លានសុំនិក្រោតកុមារឲ្យនឹងកោតមីកុមារីទៀនដើម្បីបរិភោគកាលណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមបងប្អូនហើយឧបនិស្ស័យនៃព្រះបរមពោធិសត្វអត់មានទឹះតាក់អល់ឯកអី ថាលះបងទ្រព្យសម្បត្តិនគរគ្រប់គ្រងសោយរាជអីនឹងទៅមិនជាពលស្ដីអីថាតែត្រង់លះបងនៅបត្រាបត្រីជាទីស្រឡាញ់ដែលនាំយកអំពីព្រះនគរមកជាមួយហើយនឹងមានប្រតិលះកាត់ដោយបិតិសោមនស្សក្នុងទានបារមីរបស់ព្រះអង្គណាអត់មានអល់ឯកបកែករេរេសូម្បីតែតាមផ្លូវចិត្តប្រតិរបស់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីអាឡោះអាឡៃ អាចដើម្បីជាឧបសគ្គរារាំងដល់ទៀនបារមីរបស់ព្រះអង្គតិចតួចគឺអត់មានឡើយក្នុងពេលនោះមិនបាននិយាយថ្វីអំពីបត្រាបត្រីគឺនិយាយស្ដីតែអំពីព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គលះកាត់នៅបត្រាបត្រីឲ្យទៅជាទៀនហើយក្នុងការនេះមិនមែនអ្នកដតីណាជាមនុស្សប្រុសជាមនុស្សស្រីជាមនុស្សសាដើម្បីនាំបត្រាបត្រីទៅធ្វើជាខ្ញុំបំរើអីដូចជាតាជួរជក់ ព្រាមមកសុំជាលីក្រស្នាអំពីព្រះវេស្សន្តរបរមពោធិសត្វអីគឺជាការសុំដើម្បីបរិភោគបំបត្តិនៅការស្រីឃ្លានដែលមាននៅសេសសល់មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបរិភោគនោះហើយព្រះអង្គលះកាត់ឲ្យដែរទៀតឬនេះវាអាចដើម្បីធ្វើឲ្យមតិមហាជនក្នុងលោកបច្ចុប្បន្នមានការពោលទោសព្រះបរមពោធិសត្វហើយក៏អាចប្រព្រឹត្តទៅដោយ អកុសលក៏បានដែរក្នុងការពោលទោសនេះព្រោះអីពីព្រោះមិនបានជ្រាបដល់គុណនៃព្រះបរមពោធិសត្វហើយក៏មិនបានជ្រាបដល់ការបំពេញនៅបារមីរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ជាប្រពុតរឿងនេះគឺថាជាឧបនិស្ស័យនៃទានបារមីណាទៀតហើយរឿងឧបនិស្ស័យនេះមិនមែននៅក្នុងវិស័យនៃមនុស្សយើងសាមញ្ញគិតយល់បានស្រួលបួលល្អទេ គឺជាពុទ្ធវិស័យជាអចិន្ត័យៈទៀតពិតមែនព្រះអង្គមិនតាន់បានត្រាស់ជាប្រពុតប៉ុន្តែការកសាងបារមីដើម្បីឲ្យបានជាប្រពុតក៏នៅក្នុងពុទ្ធវិស័យដែរដូចជាព្រះបាទសង្ឃៈដែលជាអតីតរបស់ព្រះសាមេត្រីកัตតសីសៈបុជាពធនោះហើយអាចទៅវិញពលបានមួយប្រគាថារឿងនេះជាពុទ្ធវិស័យទៀតយើងពិចារណាទៅថាមិនសមនិយាយបានកัตតសីសៈហើយនេះគឺជាការដែលយើងមិនអាចគិតឃើញ អញ្ចឹងហើយក្នុងការបរិច្ចាគនៅបត្រាបត្រីឬបរិច្ចាគជីវិតអីរបស់ព្រះអង្គនោះគឺជាឧបនិស្ស័យដោយអំណាចថាការកសាងបារមីដើម្បីឲ្យបានជាប្រពុតយើងមានតែបណ្ដឹងទៅចុះមានតែតម្កល់សេចក្ដីជ្រះថ្លាក្នុងគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាមិនងាយបកលណាកសាងបានឡើយដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ជាប្រពុតអានេះយើងគិតយើងយល់តែប៉ុណ្ណឹងវិញទៅដើម្បីជ្រះថ្លាក្នុងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយជាឧបការៈ ការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិមិនខុសមិនឃ្លៀងឃ្លាតខ្លាចបាបខ្មាស់បាបគោរពធម៌គោរពវិន័យដូចជាគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើជាព្រះសង្ឃក៏ជាព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះដែលមានប្រភាគឺជាព្រះសង្ឃដែលស្ដាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគោរពព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយគោរពព្រះវិន័យដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តិហើយធម៌វិន័យដូចជាសាស្ត្រាចំនួនព្រះអង្គ ព្រះសង្ឃដែលបានគោរពព្រះសាស្តាក៏ជាព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះដែលមានប្រភាកបើព្រះសង្ឃឯណាមិនគោរពធម៌វិន័យរបស់ព្រះសាស្តាក៏ជាការដែលមិនគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏មិនមែនជាព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះដែលមានប្រភាកមិនមែនជាព្រះសង្ឃរតនៈ
nâng cư cao na bởi dân chế cho bà. Nơi khăn ông rương côn bệ sử mẹ xàm phút. Cứ ai tầm bây bàn tư chư bà sáng xa vẹn bà bệ thường miên bà phía. Đòi ca cử rúc bệ sử mẹ xàm phút. Phút bò rình sát cọ bàn chôi tờ kia chết bà rát tờ nạ trầy. Nê con tè riêp rõp ca phía nử. Mẹ tệ rồi bà phụ chân đằng lái để bàn sạp lư hơi. Bồ tốt bệ bà rong bò rình sát nó tiến. Bàn phật xông bây bà quân để bàn cao mơ. Chỉ côn là bác phải đồng bộ rì sát, chỉ rương ốc bạc đi say này côn nốt. Nâng chân trời về nhé kia tam phải áp bị thóm nó tiến. Cứ chỉ ốc bạc đi say rồi bác côn nốt để trời cao móc chui bằng pinh ba rồi mấy. Ấy bác phải đồng bộ rì sát, ní chỉ rương ốc bạc đi say mũi rồi bác côn nốt sập sạt. Ấy mà giang tiếp sẽ cái đấy tục, cái đấy lùm ba đôi chia chỉ lý Krishna để ta chua rồi chua vầy cái đấy. Chỉ ác còn sao vì ba rồi bác côn bác sẽ đầy nốt. Chỉ ác còn sao vì ba. Vì bố ác sao vì bạn ấy mình mến bố rộng bố rì sát phơ ao ấy thế. Mình mến bố rộng bố rì sát nâng mến tô sở chất vật tu nâng côn bố sở đây thế. Phần tay ác sao vì bạn ấy cao móc. Ông bí bố cơ để bán phơ ba bờ cam tốc hai đời luôn ấy. Ác sao vì bạn cao lăng tập tu nữ ba bờ cam để bán phơ hầy nục. Mình mến nhẹ đợt tí. Chỉ nhẹ phơ nơi ông bờ cam hết. Bố cơ để tí tiết tập tu nơi phò cam tỉ. Đôi chia chùm bố bật ra bật trí. របស់ព្រះបាទសេរីកុត្តនេះអញ្ចឹងណាទៀតទីបំផុតដែលត្រូវមានអកុសលវិបាកនោះយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺថាជាអកុសលវិបាកដែលខ្លួនឯងបានធ្វើមកដែលត្រូវយកបរិភោគប៉ុន្តែចំពោះព្រះបរមពុរិស័ទមិនមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយអកុសលទេគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅដោយទានរបស់រមីកាលណាបើជាកុសលសុទ្ធហើយមិនអាចយើងថាជាទោសបានទេគ្មានយកអីទៅធ្វើជាទោសកើតទេ ពីព្រោះរឿងទុំវាជាអកុសលដោយលោភៈទោសៈមោហៈតែបើជាកុសលហើយសឹងតែជាកុសលអ្នកដទៃមិនអាចធ្វើបាននោះក្នុងការលះបង់នេះគឺជាកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅរកបានដោយកម្រដែលអ្នកប្រាជ្ញធ្វើនៅការលះបង់នេះអ្នកដទៃមិនងាយធ្វើបានទេធ្វើនៅអំពើកម្មដែលអ្នកដទៃមិនងាយនឹងធ្វើតាមបានព្រមលះបង់និក្រោធរាជកុមារហើយនឹងកោតតមៃ ហើយនឹងកោតតមៃបត់ត្រីដែលជាទីពេញបតីណាទៀតមិនមែនមិញស្រឡាញ់មិនពេញបតីទេរឿងធម្មតាចិត្តជាលោកទេលោកភៈនៅតែជាលោកភៈអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់តែពេលត្រូវលះលះលោកភៈនឹងតែម្ដងទៀតលះការជាប់ជំពាក់នឹងដើម្បីដោយយកការត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយយកនៅសពញុតញ្ញាណហើយការបាននៅសពញុតញ្ញាណនេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់តល់ព្រះអង្គទេគឺសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សនឹងទេវតាច្រើនណា
ຈັ່ງເຈົ້າ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 
cứ mình ai tầm bây mui chấm này đỏ là tôi chứ cứ sắp nhột nhĩ nó thông chiêm là hơi có ban chập này bật ra bật trầy nương ấy đòi bật hoa mà kháng trôi tức đòi bật hoa mà kháng bật cơ ao yon tại diện nông ca nó cực cực nhập vô phèn đấy nữa tiền cực 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 con rồng phô na bê sơ ma sam put bật ông trung tra sơn đai chấm phô bê sơ đây bót hà bê sơ đây cốt tạ bật ông phô rì sát ban phô ở nhập vô phèn đây cực cực bây bật xa miên phê bần tố miên rồn tiết chê chvát bây nhà ca xa rồi hốt đo tới phu mà tê và đá à ca xa tê và đá và anh bà prung nâng bà phu ạ mà nụ tương lai cơ 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 kê mọc chê thla nâng cun rồi bọc phê bà đông bò rì sát đài liếc cắt bật ra bật rây ai tớ chia chùm này dịa ai tớ chia tiền hân ông ca đầy dịa bạn nơi cầm ra cầm đấy đại chia bề rìa chia bát tra bề rìa chia bát trai này bề bát trai cốt tạ bồng bồ đề sát đắp dọc tiền pi nè nứng từ căn hàng cày phần nã sơn la từ pi cày chân bề bồng bồ đề sát cất tuột bên đất khơi nè yon tạ nứng dọc bát tra bát trai từ đó cày về nội an dẹ cất chập người cất có lịch rốt là cô mẹ nó thì anh chập người cả cò hái cả dớp mình
mình nhờ bao giờ nâng ạ khăm cả co khăm cả co nị cà rốt cả má cọp bớt chiếm tiền bớt chiếm bao giờ cái đấy bình chật ngang nâng chiếm rồi bó nị cà rốt cả má hay mà nước nông sở mây nâng có mình mến tôi nước dương thế bệnh mê nơi cả má bánh tâm nước nông sở mây nâng ở dụng bì mơn chấm mà ở dụng ở dụng bì mơn chấm nâng tiến sở mây bộ phật cát sập bạn đó mà nói bệnh men tay cổ má bàn tay vật thông chiêng mà nước chảy dần sập ngay đó ấy rồi tới khăm cột tầm mây để cho cổ má đấy khăm sắp tới bồng buông co tiền khăm bạch grip và hồng dần tới bàn bơ chiêm hấp chiêm rồi tới bàn bò để phục sạch nó phải nói chiêm để trái chân tì mọt để khám trái từ lơ mọt rồi bao giờ nấu trái từ lơ khuôn rồi bao bật ra bật trái trái từ lơ thèm đấy mình ai nhăn bật tay này bật bông bồ đề sát ở tận lập bàn lại nó không phải nói mình lơ sầm lên thả tê bật ra chẳng lại vậy mời cho ở cha na tiền rồi bao giờ bật sao phê nói anh để mình lơ về cha ở đó phục vụ tê bật ra chẳng lại bề sự mạng sam phật bằng trong tra sẩm đan chấm bùa bề sự đại bát hà đòi nai khi nông pe nô dạ để chư mua yon tạ miền cẩm bùa mà rồi mà phây hạt tiền làm cả nó dạ nâng cẩm bùa mà rồi mà phây hạt bờ cực tới mà hạt cả là mấy vía học sập mấy thì dạ nâng chẳng nói ban tầm đấy còn pe xe buôn tầm đắp mà đất xen xen mà phây một đoàn trái học sập mấy nâng bùa và phần ná học sập mấy nàng ban phần nâng tới cái thà bật khía này cái thà xôm ơi phở ông ban tra chiệp phở phật để cho cái tề tề dễ nâng á đau giờ này nơi ca bật tiền nơi bật tra bật tre ở tư chỉ tiền không ca để ban tra chiệp bền nề đặt tiệm sám sám phật tiền phần lư để chơi nhầm pi bờ vô đặt cái nơi bền sám sám phật nề đặt tiệm chiến địch thì rắn chẳng dục chẳng ngay bao giờ này chiêm để hô sợ lời phèn đấy nâng bao giờ này chỉ cái đây để thả bật tiên nơi bật ra bật đấy ai tư chỉ chậm này vậy không sợ mấy này bây giờ mà xăm phút nia là tiện nói tiếng phèn đấy miền ruột bầm bơ dạng miền ruột đây mà nuốt ai bò thì phục bám dạng ngắn hay nâng chạy bật bật tư mùi ai dụ rồi bò bây giờ mà xăm phút đẹp bật ống công bị chân miền bật chân mùi mơn chân nằm tiền bây giờ mà xăm phút nia là tiện mùi mơn chân nằm mà nuốt không sợ mấy nâng ớt miền bò thì phục sợ ngó phải chơi phải ấy tầng ớt cứ bò thì phục phèn đấy chi à hà rồi bao nhiêu nay ấy bao nhiêu nay ba rồi mấy nay bây giờ mà sang quốc này rồi tiếc đại ban bồi cha bật ra bật đấy ai tới chiết tiến ai đòi chừng này vậy chiêm để hô từ lơ phèn đấy mình ai nhăn bật tê rồi bóc bật ống ai miên sẽ cái đấy tọt sập bàn hay là giang tiệt nơi pe để bật ống trường khơi chiêm để sọt từ lơ phèn đấy để có ma đấy chiết bật ra bật đấy rồi bóc bật ống còn cung tế miên khiếp nhọc nhơ cầm trạc đòi cầm cung tại dạ khắm và cách và cân nơi nâng đầy rồi bỏ dạ nốt và tây rồi bỏ ống mình bàn tọa sát mình bàn nhọc nhớ hơi sân tại bộ phật tế đòi sẽ cái đây pinh và tây khi nông tiên ba rồi mây rồi bỏ ống nốt thêm trong và cách đòi cụ tê và đa thả tiên và bỏ dân và xa tế sập hiếp nây và tây rồi bỏ ống khi nông ca nốt đòi tập rộng bàn trạc đăng chỉ bệnh nê rà tệ xa mai xam phút chìa mình chắc nhanh mà nụ khôn ông cao nóc ở miền rút xa áp tầng ọc thế này đây mà nụ bóc đôi chả tê ở bót nụ sợi đôi chả tê bạp xó xong rách đôi bón rà bót bệnh xa mai xam phút ốc bạch hàm chui mà nụ để cao khôn ông cao nóc ở xa áp tầng ọc bố hào xa rách bà tê ở bó phóng đây mình nhập nhớ nơi bê đầy dễ bò rà phốc bật ra bật rây nụ ảnh bệnh xa mai xam phút nê rà tệ miền cầm phút mùi rôi mà phê hạt đôi cầm phút rà bót dễ dàng tạ đại tiền mà rồi mà phê hạt bà ông trả đăng nơi cao đang chăn tiền cả là bà ông trả đăng cho bà xa xa phút nơi cao đang chăn miền cầm phố mà rồi mà phê hạt miền bà chốn mùi mơn chân nằm phần đấy miền rồi chiếc ngăn ai bòi phô bán cứ chùm nuốt mà hốp ở hà nà nây đừng ớt sợ đây mà cứ mà hốp bà nuốt nông xa máy đứng cứ phần đây nâng cầm đòn hay phải đây nó gọi chết té đọc tới chìm ra tới đồng đấy
ha bỏ được phố của bác mà nốt sắp chặt lại để ai bỏ được phố của phần đây nâng bàn hay mà nốt bỏ mà nốt sợi nông sợi mây đến cứ xa lọ lọ đói em nói ba rồi mấy cái nông bà tê rồi bác bỏ mình tọa sắp mình nhọt nhờ nhóm cái nàng xin ba xâm đầy rồi quát rồi bác bỏ nê rồi chạy xâm ba xâm quốc chứ mình chắc để sắp ngày ní nếu chỉ bác bỏ đông bố thì sắp nơi lái cứ rìa khu hạ sơ tố đây chỗ bà nơi sẽ bác ạ sở nơi bạc nông bệ sư nê rụng nâng nâng bàn trác chế bệ sư mạ sàm quốc nâng ca chế nà quốc đôi chạy bàn sầm đánh mọc kèo nê cả nà quân mịt cho nhật nhông bàn phá ôn sầy bọc tầm ọ cú tê lẹ bông sự kê đây bà căm nâng ạ tập hiếp mùi chết mùi cầm nà trô thả ca lệ ca mọc hơi cơ chế ạ xà rạ nâ tiến nâng trái lẹ bông tư chế thăm ạ đa đôi chú nâng bàn thả ca để dân ai liên bà thua nông sầm mây nít đầm bây liếc băng nở áp tập hiệp nít có chỉ ca liếc băng bán đòi bà xa tê bố mình khơn thả chỉ sát chỉ bảo cớ tu khốn khơn ông ca ca lãng chỉ rút về tình yêu sinh nhá xong khá bị nhiên nít lời hồi ca ca nít có bà tê đầm bây trao tê bà nóc mình miên ở bây đầm bây nâng thả ca tiết khơn ông ca chỉ ở nà cốt đòi bàn dự khăn bà chỉ bàn nít lời mà hỏi ở bây đầy ca tiết nút con để chỉ tốc ở sạch chạy đây là chỉ phơi ra bắt sự một thì dễ sạch chạ tại phần nóc và cả nam quân cha nhiệt nhôm sâu mày phát ra chạ phục ni ở hai tay sâu li băng phục ni ở hai tay đòi ca rụng luật nơi sẽ đây và cam thả miền tu khôn khả năng rụp về từ nia từ nhà sang thao về nhiên khả năng phát triển bản đấy tiếng miền khôn nơi khả năng tạo ra lộc nô sâu cả nam quân mày cha bán kẹp nơi âm mà tạ đây chỉ phơi hỉ tiền miền rồi đầm đây cầm chặt băng nơi sẽ đấy ra cả hai tam phơi chặt sơm cả na quân cha ban chùa bờ tre nơi thua để bờ hải địa bậc cơ ban sầm rạch hải cầm tay kiềng kẹt khai tư chiệp bạc ra đã tây lai sơm ạ nam mô tịnh ni.